Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ lại cập nhật mang đến anh chị và các bạn cùng tham khảo thông tin về chiếc Toyota Camry phiên bản 2.0G, sản xuất là năm 2021, đăng ký tên cá nhân một chủ, chạy với quãng đường 6,6 vạn km, không lỗi nhỏ, tự tin cho anh chị và các bạn. Về cái đường nét chi tiết của chiếc xe thì em cũng sẽ quay sơ qua một vòng để anh chị và các bạn có thể ngắm nghía qua từ những phần keo chỉ, đinh tán, ốc ác của chiếc xe để các bác có thể cảm nhận rõ hơn về chất lượng chiếc xe cũ em đang cập nhật. Với chiếc Toyota Camry 2.0G sản xuất năm 2021 này thì hiện tại đang có mặt tại Lam Việt Auto. Địa chỉ đơn vị là số 2 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Với các thông số đét lốp của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là rõ ràng, rãnh lốp vẫn còn rất là dày dặn. Và ghế ngồi của chiếc xe ở phía sau cũng như là cái phần thảm sàn, dán kính, ba chủ đã trang bị đầy hết, đủ hết rồi. Có cửa gió điều hòa trung tâm anh chị nhé, trần xe thì sẽ không được trang bị cửa sổ trời. Bệ thì tay sẽ không được tích hợp như là phiên bản 2.0Q và 2.5Q. Đây là những cái đường nét về phần ghế ngồi bên phụ, nó vẫn có chức năng chỉnh điện cho anh chị và các bạn. Bật lên xuống có ốp bảo vệ này. Đây là những phần chất lượng ghế ngồi sau cái thời gian sử dụng 3 năm. Chiếc xe nó còn được những gì? Xe thì đã trải qua quãng đường lăn bánh là 66.000 km. Có trang bị như là phanh tay điện tử, auto hold. Rồi là những cái cổng sạc, cổng kết nối, cần số này. Màn hình giải trí zin theo xe. Có Dano Start Top, vô lăng tích hợp. Các chi tiết tapi bọc da và những cái phần nhựa bóng. Cốp chứa đồ của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp. Anh chị và các bạn có thể bỏ cái tấm nót này lên để mình có thể tham khảo về cái lốp sơ cua, đồ nghề của chiếc xe nó còn đầy đủ không. Mình có thể nhìn qua clip em quay cho anh chị và các bạn có thể thấy cái phần lốp lap của nó vẫn còn rất là mới chị nhé. Tuy vậy thì cũng có hạ một vài lần rồi. Đây là những đường nét chi tiết về lốp sơ cua. Thùng cốp thì không hề có hiện tượng bị đâm va gì cả. Sách hướng dẫn vẫn còn đầy đủ. Đấy, cốp thì vẫn sử dụng là cốp cơ anh chị ạ. Các chi tiết bên ngoài thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn cùng tham khảo như là hệ thống cảm biến cam lùi, giúp cho anh chị và các bạn có thể lùi xe một cách an toàn. Các chi tiết bên lái của chiếc xe thì em cũng sẽ mở từng phần một để anh chị và các bạn cùng theo dõi. Đây là những cái phần cánh cửa đi vào này, với những cái khu vực tapi bọc da và những cái phần nhựa bóng này. Đấy, hiện trạng của chiếc xe nó ở các cánh cửa em đều mở rõ ra từng phần một để đảm bảo anh chị và các bạn có thể theo dõi. Ở phía sau thì nó có trang bị rèm điện anh chị nhé. Cái phím rèm điện đấy nó sẽ chỉnh ở phần khu vực khoang lái. Đây là cánh cửa, cánh lái của chiếc xe thì nó sẽ không có chức năng như là nhớ ghế. Ở phiên bản full thì nó sẽ có thêm chức năng nhớ ghế. Ghế ngồi chỉnh điện đầy đủ hai bên. Đấy, những cái tính năng cơ bản thì chiếc xe này nó vẫn mang lại đáp ứng đầy đủ. Thông số về năm sản xuất và xuất xứ của chiếc xe là nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Bên trong đây thì nó có chống chân trượt này, mở cốp, mở lắp bình xăng. Rồi vô lăng thì có dạng ba chấu tích hợp, có phía sau có chỉnh đèn gạt mưa hay là cụm đồng hồ hiển thị thông tin. Với các thông số của chiếc xe, con số thực tế của chiếc xe đã lăn bánh trên đường thì anh chị và các bạn có thể nhìn phía sau đây là 67.128 km. Đấy. Rồi là màn hình của chiếc xe được trang bị là màn hình giải trí này, có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng được thiết kế rất là gọn gàng. Xe thì được ba chủ bác đi chăm chút bảo dưỡng, lịch sử của chiếc xe nó vẫn luôn rõ ràng, đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể an tâm. Với khối động cơ của chiếc xe thì nó sử dụng khối động cơ máy 2.0 nên cái khả năng vận hành di chuyển của chiếc xe nó rất tiết kiệm, mang lại cho anh chị và các bạn cái cảm giác vừa đủ, không quá yếu cũng như là không quá mạnh. Về khoang máy của chiếc xe thì đã được thay thế cái ắc quy rồi. Những cái chi tiết ốc mặt máy, ốc chân máy và ốc cổ bô của chiếc xe thì nó vẫn còn nguyên. Keo đuôi chuột vẫn còn đầy đủ đây. Thanh răng mấu nối của chiếc xe anh chị và các bạn có thể cùng theo dõi qua. Em quay rất là chi tiết rõ các phần của chiếc xe Camry 2021. Đăng ký tên cá nhân một chủ. Hiện tại đang được đơn vị chào bán anh chị và các bạn với mức giá là 800
55 triệu. Giá này thì em vẫn còn giảm và thương lượng, có hỗ trợ sang tên, check test hãng gara toàn quốc theo yêu cầu của anh chị và các bạn. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.